Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Hộ Xanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều thú vị của áo khoác nỉ, hoodie nhé. Áo khoác nỉ hoodie là một trong những trang phục tiện dụng và dễ mặc, dễ phối hợp nhiều loại trang phục khác nhau, nên được giới trẻ vô cùng săn đón. Áo khoác nỉ hoodie có form dáng rộng, thoải mái. Loại áo này thường được may bằng chất liệu bông nỉ ấm áp, nên vì thế phù hợp mặc để chống nắng hay mặc để giữ ấm. Điểm đặc biệt của loại áo này là sẽ có một chiếc mũ trùm cùng chiếc túi thông trước bụng áo. Áo có rất nhiều kiểu phong cách khác nhau. Những người theo phong cách hip hop và thời trang đường phố sẽ thích những chiếc áo họa tiết và cung ngầu. Tuy nhiên vẫn có những chiếc áo trơn cho những ai yêu thích phong cách đơn giản. Từ thế kỷ 12, những loại áo với mũ trùm đầu dường như đã được xuất hiện. Đó là những chiếc áo chẽn của các nhà sư. Sau khi văn hóa hip hop được thịnh hành hơn, rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như Tommy Hilfiger hay Ralph Lauren đưa vào trong các bộ sưu tập trình diễn thời trang của mình. Chính vì thế, mẫu áo này đã được yêu thích và nổi tiếng đến ngày nay. Các kiểu dáng áo khoác hoodie nỉ phổ biến. Đầu tiên là áo khoác nỉ hoodie cổ điển. Đây là form dáng cổ điển và là form dáng đầu tiên đưa áo hoodie đến với công chúng. Áo khoác hoodie sẽ không có dây kéo như áo khoác bình thường. Áo có chiếc mũ trùm đầu cùng với dáng áo dài ngang hông. Chiếc áo phù hợp với nhiều lứa tuổi và nhiều phong cách. Kết tiếp là áo hoodie crop top. Chiếc áo này có thiết kế khá giống với áo truyền thống. Tuy nhiên loại áo này có độ dài ngang eo và không có túi. Chiếc áo này phù hợp với các bạn nữ vì tôn lên được đường cong cơ thể. Và dáng áo ngắn cũng sẽ giúp tổng thể người thêm cao ráo hơn. Và cuối cùng là áo hoodie không đường bo chân. Đây là loại áo hoodie với form dáng rộng và được cách tân phần đường bo. Là kiểu dáng ưa chuộng của những người theo phong cách hip hop và trẻ trung. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé. Nếu thấy nội dung hay và ý nghĩa, các bạn hãy like và nhấn theo dõi Bảo Hộ Xanh nhé.